Hello, chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục series ITBA Documentation. Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về những cái nguyên tắc trình bày nội dung khi mà các bạn làm tài liệu. Những nguyên tắc này chúng ta áp dụng cho BRD, cho SRS, cho FRS hay bất kỳ tài liệu nào cũng được. Tại vì đây là những nguyên tắc chung, nó không có phân biệt bất kỳ một cái loại tài liệu nào. Chúng ta thường có tư duy là những cái tài liệu khác nhau, nó sẽ có những cái cách trình bày khác nhau. Tuy nhiên, trên một cách hiểu nó cũng không hẳn là chính xác. Tại vì về mặt cốt lõi, các cái nội dung trình bày nó đều là như nhau cả. Chẳng qua là trong các loại tài liệu khác nhau các bạn mô tả cái gì thôi. Có thể trong BRD chúng ta nói nhiều về business. Có thể trong SRS chúng ta nói nhiều về system. Trong FRS chúng ta nói về một cái function nhỏ. Hoặc là trong một cái PRD, trong một cái PRS, một cái Product Requirement Specification đó, thì có thể đó là một cái sự giao thoa giữa business và system, và tất cả mọi thứ nó đều được mô tả trong một cái tài liệu. Dù là tài liệu gì cũng vậy, nó cũng sẽ có những cái nội dung nhất định, và hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu các nội dung đó. Bất kỳ tài liệu nào nó cũng phải có 6 cái key areas. Mình xin phép là mình giữ cái chữ key area, tại vì mình cũng không tìm được một cái từ tiếng Việt nào có thể bao hàm được cái ý nghĩa của cái từ tiếng Anh này. Cho nên ở đây mình tạm để nguyên, đó là 6 cái key areas. 6 key area này bao gồm: thứ nhất, các bạn sẽ phải xác định cái business case, tạm dịch gọi là tình huống nghiệp vụ. Cái thứ hai, các bạn sẽ phải nói về những cái project constraints, đó là những cái yêu cầu, những cái giới hạn của dự án. Thứ ba là non-functional requirement, những cái yêu cầu phi chức năng. Thứ tư đó là regulations, những cái thông tin liên quan tới quy định, liên quan tới quy chế, liên quan tới sự tuân thủ. Thứ năm là invisible area, những cái thông tin đặc tả cái mảng vô hình của cái dự án, tức là những cái back end, những cái nền ở phía sau cái sản phẩm. Và cái key area cuối cùng đó là visible area, đó là những thông tin mang tính hữu hình, hay chúng ta tạm gọi là front end của cái dự án, của cái sản phẩm nó như thế nào. Chúng ta cùng đi vào từng cái key area. Key area đầu tiên đó là business case. Business case đó là một cái nội dung mà chúng ta đã được đề cập ở series trở thành ITBA. Đây là cái phần đầu tiên khi phân tích. Khi mà chúng ta mới vào phân tích, không phải là chúng ta ào ào vào phần phân tích nghiệp vụ, mà chúng ta sẽ phải xác định rõ cái phạm vi của dự án, hay chúng ta hay gọi là xác định scope của dự án. Từ cái scope của dự án, chúng ta mới liệt kê ra chi tiết những cái business case của dự án đó. Thì business case có thể bao hàm trong một nội dung là stakeholder mong muốn cái kết quả đầu ra của dự án, của sản phẩm là gì. Cái sản phẩm nó phục vụ điều gì, nó phục vụ những yếu tố nào, nó phục vụ những cái mục tiêu nào. Thì xác định business case đó là những cái nội dung cực kỳ quan trọng khi mà các bạn làm BA, khi mà các bạn làm project managers. Dù là BA già hay là BA mới đi chăng nữa thì mình thấy cái việc xác định rõ scope và business case các bạn ấy xác định rất là hời hợt. Dù là BA hay BM các bạn cũng phải rất quan trọng trong việc xác định rõ scope và business case, và trong tài liệu cũng vậy, nó phải nêu rõ scope và business case của dự án để người đọc người ta biết được cái dự án này nói về cái gì, cái kết quả đầu ra mong muốn nó là như cái nào, nó có mục tiêu gì. Đó là yếu tố đầu tiên mà các bạn thấy là tài liệu phải thể hiện. Cái key area thứ hai đó là project constraints, yêu cầu, những cái giới hạn về mặt thời gian, chi phí, rủi ro, nguồn lực, những cái yêu cầu về mặt chất lượng của dự án. Đó là những nội dung mà các bạn thấy là cho người xem biết được cái dự án này trong thời gian bao lâu, chi phí như thế nào, nó có những cái rủi ro gì, cái nguồn lực được assign, được phân công vào dự án như thế nào, và các cái yêu cầu về mặt nghiệm thu, về mặt chất lượng đầu ra nó như thế nào. Cái key area thứ ba đó là non-functional requirement, những yêu cầu phi chức năng. Những yêu cầu phi chức năng chúng ta cũng đã được đề cập ở series trở thành ITBA. Đó là những cái nội dung mà nó rất mất thời gian về mặt nghiên cứu, về mặt phát triển, về mặt công việc. Và các nội dung này nó cũng phải được nêu trong tài liệu. Đó là những nội dung liên quan tới hiệu năng, liên quan tới yêu cầu bảo mật, liên quan tới sao lưu, liên quan tới hạ tầng, liên quan tới thiết kế giao diện, liên quan tới yêu cầu hỗ trợ, liên quan tới những yêu cầu triển khai ứng dụng, và đôi khi cả những yêu cầu là cái dự án này nó cần những tài liệu ABCD gì đó. Key area thứ ba đó là regulation. Regulation nó nói về những cái yêu cầu về mặt pháp luật. Dự án nào nó cũng phải tuân thủ pháp luật cả, và đôi khi có những dự án đặc thù thì nó phải đảm bảo được là các cái quy định pháp luật
được liệt kê trong cái tài liệu, nó phải được tuân thủ trong xuyên suốt cái quá trình các bạn làm dự án. Thứ hai đó là những cái quy định, quy chế, hướng dẫn nghiệp vụ của stakeholders, của khách hàng v.v. Thứ ba đó là những tiêu chuẩn bảo mật, security standard, mà các bạn thấy có những cái yêu cầu đặc thù, như là các bạn làm trong mảng tài chính ngân hàng, các bạn có những yêu cầu liên quan tới PCI DSS chẳng hạn. Thứ tư đó là những yêu cầu về mặt tiêu chuẩn chất lượng, chúng ta có thể có những tiêu chuẩn như là ISO 9001, ISO 27001 v.v. Xuyên suốt cái quá trình phân tích các bạn làm, các bạn sẽ phải tuân thủ những cái yêu cầu trong những cái tiêu chuẩn như vậy. Invisible area, đó là những cái nội dung mà các bạn đặt tả về mặt back-end. Nó có những nội dung như là các bạn phân tích nghiệp vụ về user story, về business process. Nó có những nội dung về mặt phân tích hệ thống như là use case, như là workflow, như là các cái diagram về tích hợp, về luồng liếc v.v. Cuối cùng, đó là những cái nội dung liên quan tới visible area, những cái nội dung về mặt giao diện, về mặt thông tin, về mặt các cái nền tảng mà các bạn sẽ phải triển khai, như là Windows, macOS, iOS, Android, hoặc là các cái nền tảng liên quan tới các cái thiết bị đặc thù. Ngoài ra thì đôi khi các cái thiết bị đó nó đòi hỏi các bạn sẽ phải mô tả rất là kỹ, tại vì có những cái dự án đòi hỏi các bạn sẽ phải làm trên các thiết bị nó không phải là máy tính, nó không phải là PC, nó không phải là laptop, mà nó là có thể ví dụ như là các bạn triển khai cái tủ lạnh, các bạn triển khai thiết bị nhà bếp thông minh v.v. Thì các cái yêu cầu về mặt thiết bị nó cũng sẽ phải được nêu trong mặt tài liệu. Thì từ 6 cái key area đó, đó là các cái checklist mà các bạn cần phải đảm bảo khi mà các bạn làm tài liệu, để mà chúng ta review lại coi là chúng ta có đầy đủ hay chưa, các cái nội dung nó có được trình bày một cách tốt nhất hay chưa, và các cái nội dung này nó có được đảm bảo, được sắp xếp thứ tự lớp plan rõ ràng. Chúng ta cùng tìm hiểu cái cách mà chúng ta sẽ phải trình bày trong quá trình các bạn làm tài liệu nó như thế nào. Ở đây chúng ta sẽ nói về các cái đầu mục chính. Đầu tiên các bạn sẽ thấy là chúng ta phải có trang bìa. Sản phẩm nào nó cũng sẽ có bao bì, thì trang bìa nó cũng giống như là bao bì của một cái tài liệu vậy. Chúng ta sẽ phải có trang bìa này. Thứ hai, các bạn sẽ phải có bảng theo dõi sự thay đổi, để mà chúng ta tracking lại coi là cái tài liệu này nó được viết như thế nào, nó được tạo mới hay là đang điều chỉnh cái gì, do ai điều chỉnh, phiên bản nào. Thứ ba là trang ký, để cho các bên liên quan người ta ký xác nhận là tài liệu này ok, tài liệu này đã được confirm để mà chuyển giao cho các cái bộ phận khác. Thứ tư là phần introduction, phần giới thiệu. Thứ năm là phần tổng quan về dự án, về sản phẩm. Thứ sáu là phần đặc tả chi tiết. Thứ bảy là các yêu cầu phi chức năng. Thứ tám là các tiêu chuẩn nghiệm thu. Và cuối cùng là có các thông tin nào khác bên ngoài lề các bạn muốn viết vào thì các bạn cứ viết. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về trang bìa. Trang bìa nó nói về tên tài liệu, tên dự án, cái ngày mà cái tài liệu đó được viết, phiên bản của cái tài liệu. Phiên bản ở đây thì thật ra các bạn sẽ phải hiểu lầm là đôi khi nó là cái phiên bản V1, V2, V4. Không, nó nói về cái phiên bản mà cái tài liệu nó đang viết về cái sản phẩm ở phiên bản nào. Ví dụ như là mình lấy tài liệu này đang viết cho cái Mobile Banking phiên bản 3.0. Thì tất cả mọi thứ đó nó đều nói về cái Mobile Banking phiên bản 3.0, chứ không phải là Mobile Banking phiên bản 1.0 hay 2.0 gì ở đây. Và cái cuối cùng là cái người soạn thảo là ai, để mà biết được cái tác giả của cái tài liệu. Tiếp theo đó là bảng theo dõi sự thay đổi. Thì chúng ta sẽ có một cái bảng để mà thể hiện rõ được là cái tài liệu này nó được biết bởi ai, khởi tạo hay là nó đang được thay đổi nội dung gì, ngày nào, do ai. Và chúng ta có những cái nội dung liên quan tới cái việc mà cái phiên bản mà chúng ta đang viết là phiên bản nào. Thì ở đây sẽ là một cái bảng với các cột như là số thứ tự, ngày tháng, nội dung thay đổi, tóm tắt của sự thay đổi đó, của soạn thảo và các phiên bản của sản phẩm. Tiếp theo đó là trang ký. Ở đây các bạn sẽ thấy là những người soạn thảo, người kiểm soát và người phê duyệt phải ký hết. Thường người ta sẽ làm một cái trang để mà cho người những cái thành viên này người ta ký. Nó sẽ có tên, nó sẽ có chức vụ, nó sẽ có thời gian và nó sẽ có chữ ký của những người tham gia. Một tiếp theo đó là introduction. Các bạn hay bị nhầm lẫn giữa introduction với lại cái phần overview của cái product, của cái dự án. Phần introduction này nó sẽ có thứ nhất là mục đích của tài liệu. Ví dụ như là mục đích của tài liệu này là để đặt tả các yêu cầu về mặt nghiệp vụ, về mặt thiết kế hệ thống cho sản phẩm mobile banking. Ví dụ như vậy. Chứ nó không nói về cái việc là cái problem statement như thế nào, cái tại sao, cái hiện trạng nó ra sao, hoặc là chúng ta cần có mục tiêu gì không. Chúng ta sẽ nói về cái mục đích của tài liệu. Cái giới thiệu ở đây nó là giới thiệu cái tài liệu, chứ không phải là giới thiệu cái nội dung hay là giới thiệu cái sản phẩm. Các bạn lưu ý chuyện đó.
Quay lại, mục tiếp theo chúng ta nói về phạm vi tài liệu ha. Phạm vi tài liệu này thì có thể như mình nói, phạm vi tài liệu này chỉ là mô tả nghiệp vụ thôi, nó sẽ không có mô tả về mặt hệ thống. Hay là phạm vi tài liệu này chỉ được sử dụng trong nội bộ, không có được public ra bên ngoài. Đó là những yêu cầu về mặt phạm vi tài liệu. Rồi giải thích thuật ngữ, thì trong tài liệu nó có những cái thuật ngữ đặc thù chuyên môn gì khó hiểu thì các bạn phải giải thích. Giải thích từ viết tắt, thì trong tài liệu nó có những cái từ viết tắt gì, ví dụ như là KH đi, các bạn không biết nó là khách hàng hay là kế hoạch vân vân, thì các bạn phải định nghĩa ngay từ đầu là các cái từ viết tắt đó nó có ý nghĩa là gì. Tiếp theo đó là các cái tài liệu tham khảo mà các bạn tự tham chiếu. Như hồi nãy chúng ta nói, chúng ta có cái key area regulation, thì ở đây các bạn sẽ phải nêu ra các cái tài liệu tham khảo như là tài liệu tham khảo về mặt pháp luật, tài liệu tham khảo về mặt các cái quy định quy chế nội bộ. Và cái cuối cùng là cái cấu trúc của nội dung tài liệu. Các bạn phân biệt giữa cái mục lục và cái cấu trúc nhé. Cái cấu trúc này thì giống như là các bạn đi thuyết trình đi, các bạn hay nói là bài thuyết trình của tôi bao gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần. Này nó cũng tương tự như cái việc mà các bạn đi thuyết trình vậy. Trong tài liệu nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần như A, B, C, D. Nó không có ý nghĩa là về mặt mục lục nhé. Mục lục chúng ta sẽ luôn là mặc định chúng ta phải làm cái mục lục rồi. Còn ở đây chúng ta nói về một cái tổng quan chung về tài liệu có gì mà thôi. Sau cái phần introduction, chúng ta sẽ nói về cái overview của product, của sản phẩm hay là của dự án. Chúng ta sẽ nói về yêu cầu problem statement, những cái mục tiêu, objective và cái lợi ích benefits. Cái phạm vi của sản phẩm, scope business case của sản phẩm là gì, của dự án là gì, và những cái yêu cầu về mặt triển khai, delivery. Đó là những cái nội dung mà các bạn thấy nó có liên quan tới các cái phần key area, như là một phần non-functional requirement, một phần về mặt constraints, một phần về mặt regulation. Đặc tả chi tiết thì đây là tất cả mọi nội dung liên quan tới invisible và visible area mà chúng ta đã nói ở phần trước. Tất cả các đặc tả về mặt yêu cầu hệ thống, cái còn nghiệp vụ, các thông tin về UI, UX v.v. chúng ta đều mô tả ở đây. Các nội dung còn lại, chúng ta có những cái yêu cầu về mặt non-functional requirement chung cho toàn bộ dự án, những cái tiêu chuẩn nghiệm thu của sản phẩm và các yêu cầu khác nếu cần. Đó, các bạn thấy là các cái thành phần trong quá trình các bạn làm tài liệu, nó đều có thứ tự lấp lan của nó. Đây là một số cái tips mà các bạn có thể sử dụng để mà các bạn có thể gia tăng được chất lượng của tài liệu. Đầu tiên, mình lặp lại, đó là luôn mô tả từ tổng quan tới chi tiết. Và cái nguyên tắc này nó không chỉ dành cho cái quá trình các bạn phân tích, mà cái quá trình các bạn trình bày tài liệu cũng phải được tuân thủ. Tại sao? Tại vì tài liệu nó có thể đọc bởi những người quản lý cấp cao, hoặc là nó đọc bởi team dự án. Đối với những người quản lý cấp cao, người ta chỉ cần quan tâm phần tổng quan thôi, thì người ta chỉ cần đọc những cái trang đầu tiên của tài liệu là người ta nắm được rồi. Còn team dự án, chúng ta không thể nào đọc những trang đầu tiên tổng quan được, mà các bạn sẽ phải đi vào sâu mô tả đặc tả chi tiết, và càng chi tiết càng tốt. Đó là những yêu cầu mà các bạn thấy là khi mà các bạn mô tả mà không có tổng quan tới chi tiết, những người mà quản lý cấp cao người ta lại phải đọc hết nguyên cái tài liệu để mà người ta biết được là các bạn đang nói gì ra sao, và người ta phải tự tổng hợp lại thông tin, nó rất là một thời gian. Thì ở đây các bạn phải trình bày sao cho nó tổng quan tới chi tiết, và các cái thứ tự lớp lan hồi nãy mình đã trình bày nó sẽ hỗ trợ một phần nào đó. Tài liệu cần được kiểm tra nè, rà soát liên tục. Tại vì sao? Tại vì có thể một người, hai người làm tài liệu, các bạn làm quen mặt rồi, các bạn làm quen mặt chữ rồi, các bạn sẽ không biết các bạn sai ở đâu, cái vấn đề về mặt trình bày nó như thế nào, cái chính tả ra sao, cái thứ tự lớp lan nó có bị vấn đề gì hay không, cái sự liên kết trước sau nhất quán nó có hay không. Thì các bạn cũng phải kiểm tra liên tục và kiểm tra chéo lẫn nhau để mà chúng ta đảm bảo được cái chất lượng về mặt trình bày, về mặt câu chữ, về mặt nội dung của tài liệu. Đặt tinh file rõ ràng. Mình thấy rất nhiều bạn đặt tài liệu kiểu giống như là mình lấy BID đi. BID V1, V2, V3, BID Final 1, BID Final 2, v.v. Chúng ta không thể nào đặt như vậy được. Cái nguyên tắc đặt như sau. Thứ nhất, các bạn phải đặt là loại tài liệu. Ví dụ tài liệu ở đây mình lấy là BRD. Cái thứ hai, các bạn sẽ phải lấy cái sản phẩm của các bạn, ví dụ là các bạn làm mobile banking, các bạn làm ví điện tử. Cái yếu tố thứ ba đó là các bạn sẽ phải cái version, cái phiên bản của cái sản phẩm nhé, là ví dụ như là mobile banking phiên bản 3.5, ví điện tử phiên bản 2.5. Và cái phiên bản của cái tài liệu chúng ta sẽ không đặt V1, V2, V3, V4, mà cái phiên bản của tài liệu chúng ta sẽ phải đặt là năm tháng ngày, ví dụ như là 2023 07 16.
Rồi chúng ta không đặt ngày tháng năm nhé. Tại vì ngày tháng năm nó sẽ gặp vấn đề về mặt sắp xếp thứ tự trong quá trình mà các bạn hiển thị file trên Windows hay là Mac OS. Các bạn hãy đặt là năm tháng ngày. Đó là những cái tip. Backup thường xuyên. Các bạn sẽ phải lưu trữ thường xuyên ha, để mà đảm bảo được nó không bị mất. Hoặc là khi mà các bạn có thay đổi nội dung nào lớn, các bạn lỡ thay xong rồi các bạn muốn reverse lại, thì các bạn có file cũ, chứ không là các bạn đừng có chép đè lên hay là viết đè lên các cái nội dung. Các bạn hãy có backup để mà chúng ta đảm bảo được là trong trường hợp mà có chuyện gì xảy ra, các bạn có cái secure để mà chúng ta không đặt bản thân vào những cái rủi ro không có muốn. Và cái cuối cùng là hãy linh hoạt. Chúng ta đừng có cứng nhắc. Chúng ta đừng có quan tâm cái chuyện là tài liệu APRD thì phải viết sao, SRS viết sao, vân vân. Tất cả mọi nội dung nó đều xoay quanh các cái key area và các cái cách trình bày. Còn lại khác biệt ở cái diagram, ở cái các bạn mô tả business hay system, ở cái các bạn mô tả sản phẩm hay là một cái function hay là một cái feature mà thôi. Cứ linh hoạt và bình tĩnh thì các bạn sẽ khỏe. Còn các bạn cứ cứng nhắc thì các bạn sẽ gặp phải rất là nhiều cái sự rối rắm trong việc mà các bạn viết tài liệu. Ok, thì từ bài 1 và bài 2, hy vọng là đây là những cái nội dung đã cho các bạn một cái hình dung một cách nhẹ nhàng hơn và cảm thấy là làm tài liệu nó không còn là một cái gì nó khó khăn nữa. Hy vọng là các cái nội dung tiếp theo nó sẽ giúp cho các bạn rõ hơn về mặt tài liệu. Nhưng tất cả mọi cái nội dung về mặt cốt lõi á, thì nó đều nằm ở bài số 1 và bài số 2 này. Hy vọng là các bạn có những hình thành ban đầu là tài liệu nó đã dễ. Hai lúa, chào các bạn.